Thì tiếp tục đi thăm bẫy nha các bạn. Cái đầu tiên lội qua đập tiếp tục nha. Lội qua xác dạng con chà bá này hên liền. Bẫy thì còn bằng chuột hay nằm đó luôn đó kìa. Hang chuột nằm đóng này. Không dính các bạn ơi. Dính gắn rồi bạn ơi. Thấy chưa? Hèo nha. Đi qua dở lên ăn chịch. Con này hơn ký. Nè bên hông nè. Trời ơi. Nguyên con luôn. Con này hơn ký rồi. Mới cáo. Mới dính gắn mới dính. Còn chuột cũng còn này có lý luôn các bạn. Và dở hoặc lá dở lên ăn chịch rồi vô. Con này còn nữa ta bị mấy mẹ phá. Rồi nghe hiều. Chết queo chuột nữa rồi. Chết chuột quá ta. Cái vũ sữa này không biết nhiêu năm mà nói. Vô coi. Vô cái gì mà rút lột. Chết queo con chuột. Mà ở đây bẫy gắn thì ai nói gì nói, mình vẫn tôn trọng chủ nghĩa bắt gắn an toàn các bạn. Thì chứ chùm bao lưới bắt à. Thì lâu lâu thì mình cũng bắt cho bạn chơi chứ gắn này bắt bình thường nha, không có gì hết. Tại nói chung là làm nghề này đừng có nên giỡn với nghề này nhiều quá, cũng không nên. Thì gắn cứ bắt chơi chùm bao lưới bắt thôi. Với lại con gắn này cũng dữ lắm nha các bạn. Con này dữ lắm đó, con này bắt ra là cắn xiềng luôn, bảo đảm luôn. Con này bắt ra là táp liền. Nó hèo tại nhầm con, không phải là con nào cũng như con nấy nha. Con này dữ lắm, thấy không? Bạn thấy ghê chưa? Đó. Đó, táp liền thấy không nè. Đó. Nè nè, mình chọc chọc nè. Đó.
Ai ra khu ngoài kia dính có con nữa bạn, tạm thời để đây đi. Rồi giờ đi gom khu vực vòng nhà về luôn, vòng nhà còn mười mấy cái mà bữa nay gom về luôn nha bạn. Thì xách theo cái bao rồi xong phim nè, có gom đem về nhà bắt ra luôn. Giờ em cân thử gắn cho bạn coi nhiêu ký luôn nha. Trời ơi, gắn chết queo các bạn ơi, chuột cắn chết queo cái gì không hành, chuột cắn chết queo luôn rồi, không có kẹt đầu luôn mà chuột cắn chết rồi, bó tay trời, mở mình gắn mới vô bạn ơi, đi lại nó đang bò vô luôn trúng mánh rồi ơi. Gà vô trống cho các bạn coi nè, nó đang chui vô chưa hết gắn nữa thấy hết hồn chụp lia lịa chưa. Con này bự hơn con nãy nè. Ăn rồi, chuột rồi. Chứ hôm hở nè. Mới chui vô bịch nè. Không có đầu này nó hở tắt quát luôn. Nó đang chui vô mà. Biết rồi. Rồi con này hơn con nãy nhiều. Con này hơn nhiều. Con này ký bự. Tới thằng con hổm chữ ký ba. Cầm luôn, cầm ngang ngang. Nó mới chui vô bạn, hôm còn hở nè. Bây giờ mình khép cái hôm lại cho chắc cú. Vì là xong ha. Đã bạn, đi lại đang bò vô luôn. Cái này mà sớm chừng 15 phút là coi như bữa nay không dính gắn này nha bạn. Mà con gắn nè. Ồ. Sớm chừng 15 phút là bữa nay không dính gắn này, con này mới vô. Bạn coi cái mỏ nó nè. Cho nó bò lại coi cái mỏ nè. Cho dòm dòm đó cho nó bò cái mỏ này. Nó cái mỏ bạn coi chưa chạy luôn. Đó. Đã thiệt. Thôi giờ thăm tiếp nha, bữa nay hên này. Gà rồi nha. Rồi hết hai đầu chưa? Hết này. Này sớm chừng 15 phút thôi là xảy rồi, cho cầm đứng rồi, đừng có cầm quẩy đứng, cầm ngang. Mới vô luôn. Mới vô mới nửa con à. Đi lại nó nhào vô luôn đó, nằm vô chui vô luôn. Ngon. Con này thì gắn nhất chắc cứu rồi. Con này cũng cỡ ký 3, ký 4. Con nó ký 3, ký 4 vậy xì. Ngon nghe bạn. Mới vô mấy cái. Nãy giờ cha mình cha lấy mấy cái cũng được hai con hổ hành nữa đó nghe. Mà con hai con chết trơn rồi. Có con sình dục rồi, còn con thì còn tươi. Giờ đi lấy 7 tiếp thôi. Bữa nay lấy 7 cái bộ hút hồi chót im nữa mà. Gắn mà, cho gần coi chim ngưỡng lại gắn. Đó. Nằm trong cả một khúc luôn. Mới vô luôn, đang vô luôn, mới vô nửa con là cha đi lại nó giọt vô cái gẹt cái. Lại luôn này chứ hên. Cái này mà đi sớm chừng 10 phút là không dính gắn này luôn rồi. Mày coi. Ủa, đó bạn. Chút về anh bắt ra cho bạn coi coi nó con này nhiêu nha. Bắt ra cân luôn. Con này hiền nè. Con này bắt thoải mái. Con nãy thì dữ lắm, con này hiền. Cái đó không dính luôn rồi. Nãy giờ đi gom 7 thì chỉ mất mấy con chuột rồi nha. Chuột dính gắn bự. Coi như chưa mất chuột nào mà tính ra cũng 3 con này chứ bộ. Nhào ra rồi lăn quăng mất luôn. Giật mình. Chẳng thà gặp nó chạy chụp được. Nhưng không mà lại nó nhào ra hết hồn giật mình. Một thằng mình ở ngoài đó. Dở lên rồi, cha dở lên rồi, thằng đó nó chung vô. Đang nuốt con chuột nó chưa vô hết. Nó hay không bằng hên vậy, sớm chừng 10 phút mà là không giờ dính gắn này. Là coi như qua quận luôn rồi đó. Phải nãy đi coi trước rồi. Vậy. Ngập đầu luôn. Chết nữa gì. Kẹt đầu liên khúc.
nay lấy có mấy cái rồi dính 4 con hành kẹt đầu à. Không có đường nhảy, không có đường lội luôn. Nay kẹt đầu liên khúc luôn rồi. Nãy giờ lấy chưa hết 2-3 con người cái mà dính con hổ hèo, nó đang hổ hèo thì mới vô, hổ hành thì kẹt đầu 4 con. Chết 2 con dục rồi. Giờ còn con này con đó. Đó vậy. Bữa nay đi gom 7 rồi đi quay vô tư nha các bạn. Thoải mái, nghĩ sợ mất 7 khu vực này rồi. Lỡ có mất thì cũng lại luôn. Không còn đâu, mất gom về hết rồi. Mưa tới luôn rồi. Nắng là mưa luôn rồi. Đó vậy, gom 7 là hết sợ mất rồi. Giờ là vô tư. Vô tư còn cái cuối cùng. Vô cái này. Làm con đang vô như con nãy nữa coi. Ồ, nghe hiều. Nguyên ổ chuột. Chuột tha làm nguyên ổ chuột luôn rồi. Thôi rồi. Làm gì hai con bỏ vô bao cái nặng chịch. Bỏ đó luôn, bắt gắn nữa. Quên cái trong đây còn con gắn nhỏ. Lấy thằng quýp vô, bỏ thằng không quýp lại. Vô đưa cho bà coi vậy. Một bọc nữa rồi. Bên nhà trên hết rồi. Mất một nồi luôn. Mất nồi luôn. 5, 4 con chạy đi con. Ngoài này hốt hồi chót nữa. Ngoài này hốt hồi chót rồi. Con này đã. Ừ. Bự hơn con anh nhiều. Năm con chứ. Giờ là công công tác bắt gắn ra nha các bạn. Bắt con này ra rồi mình sẽ cân hai con cho các bạn coi luôn. Gắn này là gắn mới vô luôn. Hàng nóng hổi luôn. Bắt gắn ra nha các bạn. Mê gắn. Vô nó còn nửa con ngoài á, nó lại nó đọc cái gồ vô tao dở lên tao hết hồn cho mày chấm khổng cái hôn luôn. Chẳng bị con bữa nay hai cho con không biết nó sao ngừng con à. Ngừng con bữa nay ngừng con con bự dữ ha. Ngắn đã bạn ngắn kia hả, con này hiền ha bạn nhìn. Ủa. Giờ bỏ vô túi lưới mình cân cho bạn coi con này nha, con này ký 3 ký 4. Dở rồi. Hai cha con dở hơn nha. Nay hai cha con ngượng con nha các bạn. Mình thì nhỏ, mình con nhỏ, còn cha mình lớn thì cha mình con lớn. Đều. Giờ ý cha. Đó ông ngoại. Bữa nay ông ngoại hút hụi chót. Cân thì con thứ cái. Mình nhỏ mình được con nhỏ, bạn cha mình bự mình được con bự. Giờ công tác cân gắn nha. Còn mấy hổ hành ngoài kia chắc chiều nay cha con mình xào lá cách luôn. Thứ cù tiếp tục. Dạ công tác này cân con gắn bự trước nha bạn. Ừ, con ký 3 hả? Con ký 3 nặng hơn con đó. Ký 3 hả? Dạ, ký 4. Ký 4 là trừ túi lưới rồi con đó, còn ký 3. Con này nhưng mà dẻ thịt ghê trời. Bự hơn. Con đó con chuột nữa. Con nào cũng con chuột.
ba. Ký lô ba các bạn ơi. Ký ba cũng như là còn ký hai à. Dụ qua cái nào? Cái nào cũng được. Cái này luôn đi. Cái này. Ký con đó ký hai, con này ký ba là hai con hai ký rưỡi các bạn. Nay được hai con. Kệ hai con này hai cha con mình cũng đủ rồi. Hai tính này cỡ hả? Nên chạy qua đi. Tại có thằng Khâm nghe tiếng gọi con bãi rồi sao? Gọi ngựa rồi chúng chứ ngựa hèn đầy đủ. Cái nào có con một? Cái trước nữa. Đuôi gắn. 100 gram đúng không? 100 gram. Hay thiệt chứ. Nó làm nó cần mà. Đây, anh hai con hai ký rưỡi nè mà cũng ngon nha, hai con này gắn nhất không mà nha. Vậy mời chứ cũng chiến này hai con này cũng đủ sống, với lại tính ra cũng con hành kia nãy mình con hành sáng mình thăm với kia bạn mình cho nãy chủ nhà luôn rồi. Hãy cho chủ nhà con hành nó luôn rồi, mình chọn xong hè hai con chết nữa. Thành quả bên ai được nhiều đó vậy nặng. Con hành sáng mình thăm ở dưới sông lớn mình cho ông chú nhà nó luôn rồi, chỗ đường đi ra vô rồi. Bữa nay không có được nhậu bia nghe. Bữa nay ta đang làm còn sớm. À, con gì em tin? Con Mạnh à. Em tin. Ba ba ba. Ba ba. Cô tôi nói con chuột chạy giống rồi, con bọc rồi, vừa lắm dở lên vậy. Rút con dẹt ra, nửa con lú mà. Nửa con lú ngoài, chết mẹ rồi, tôi chết rồi, dạ hơi lắm vậy tao. Cái đầu này nó còn hở gì luôn nè, nó chưa bích đợi gì dữ á, nó còn hở năm nấm nè hả, năm nấm nè cái gì hết trơn nữa rồi mà bốn con hổ hành chết trơn, chết trơn bốn hổ hành cũng da đâu bự đâu kia đâu, thấy con bự rồi nó ký ba ha, bắt rắn dọc chơi rắn này mới ăn chuột nó hiền khô à. Bạn nào có khoái bắt rắn không nè. Cảm giác bắt rắn sướng lắm mà. Nãy giờ cái đậu chưa chạy, giờ cái đầu nó chạy vậy, nó ủi lúc quẩy bao ủi. Rồi giờ cho vô túi nha bạn. Ngồi về là hai bà cháu ngồi nè. Hai con này dắt bán là đủ hai cha con đi uống bia ôm mày. Bao cái gì bà ngoại ẩu đó. Ơi kết thúc nha bạn, thì bữa nay thì hai cha con mình thì ngựa con mà ngựa con gắn hai người hai con cũng được, hai con đó nhất không cũng ngon rồi, ít mà chất lượng. Thôi vậy chào các bạn ở clip này nha, thì